Mở đầu phần tin trong nước và quốc tế trưa nay là một số tin trong nước đáng chú ý. Đánh giá hiệu quả phòng chống dịch sau một tuần bình thường mới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết đa số người dân đã nhanh chóng thích ứng an toàn, tạo hiệu ứng tích cực để thành phố tiếp tục xem xét mở rộng các hoạt động khác. Chỉ trong 7 ngày đã có đến 9.200 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Công tác phòng chống dịch tại TP.HCM được đánh giá đạt nhiều hiệu quả tích cực khi ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trở lại, phục vụ việc sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đông đảo của người dân, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho công nhân và người lao động. Ngày 7 tháng 10, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ của các nhà tài trợ dành cho Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 Việt Nam. Ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý Ngân Quỹ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 đã tiếp nhận ủng hộ của 9 nhà tài trợ với số tiền gần 3,2 tỷ đồng và 46.000 đô la Mỹ. Tại buổi lễ, đại diện các nhà tài trợ đã bày tỏ sự tin tưởng và tính minh bạch, hiệu quả, kịp thời của quỹ dưới sự điều hành của chính phủ, đồng thời mong muốn cùng góp sức với chính phủ đẩy lùi dịch bệnh. Hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến công bố về quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, tổng kinh phí phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2030 khoảng 313.000 tỷ đồng, gồm các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, không gồm kinh phí đầu tư các bến cảng, cầu cảng chuyên dụng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung cho hạ tầng hải cảng, công cộng, khu vực trọng điểm, tạo sức lan tỏa và thu hút đầu tư mang ý nghĩa vốn mồi, còn lại được huy động chủ yếu từ nguồn ngoài ngân sách, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác. Với quy hoạch hệ thống cảng biển, dự kiến sẽ đáp ứng thông qua lượng hàng hóa từ 1.140 đến 1.423 triệu tấn, trong đó hàng container là từ 38 đến 47 triệu TEU, hành khách từ 10,1 đến 10,3 triệu lượt khách. Tầm nhìn đến năm 2050, phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới và trụ cột chính có vai trò động lực dẫn dắt phát triển thành công kinh tế hàng hải, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 4 đến 4,5% một năm, hành khách tăng trưởng bình quân khoảng từ 1,2 đến 1,3% một năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều ngày 7 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đã mạnh từ cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng cao mạnh lên thành bão, cơn bão số 7. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền từ chiều nay đến ngày mai ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có mưa to đến rất to. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị khán giả, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine đã đạt ở mức cao, nhiều nước bắt đầu dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhằm khôi phục trạng thái bình thường mới và sống chung an toàn với đại dịch COVID-19. Sau hơn một năm đóng cửa do đại dịch COVID-19, Ấn Độ sẽ bắt đầu mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài thông qua các chuyến bay thuê bao từ ngày 15 tháng 10 tới. Khách quốc tế và các hãng hàng không vận chuyển họ đến Ấn Độ đều phải tuân thủ các quy định và chuẩn mực liên quan đến phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế Liên bang. Trong khi đó, Indonesia hôm qua cho hay thời gian cách ly đối với du khách nước ngoài sẽ giảm từ 8 ngày xuống còn 5 ngày. Cùng ngày, Israel cũng quyết định nới lỏng một số hạn chế xã hội về phòng dịch COVID-19. Theo đó, tại các địa điểm công cộng ngoài trời như quán ăn, bể bơi, quán cà phê, người dân sẽ không phải trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine. Các địa điểm công cộng trong nhà sẽ không yêu cầu trình thẻ xanh dành cho những người đã tiêm phòng đầy đủ hoặc đã có miễn dịch. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 7 tháng 10 kêu gọi các chính phủ cần bắt đầu lên kế hoạch tài chính để khôi phục ngân sách bền vững hơn sau một thời gian phải áp dụng các gói kích thích tài chính khổng lồ để ứng phó với đại dịch COVID-19.
Trong báo cáo giám sát tài chính, IMF nêu rõ mỗi nước cần xác định thời gian biểu và tốc độ củng cố tài chính phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình. Các kế hoạch tài chính cần tính đến thực tế dịch bệnh, các bất ổn tài chính hiện nay, nguy cơ kinh tế, sức ép dân số già, các nhu cầu phát triển và những khó khăn mang tính lịch sử trong quá trình thu ngân sách. Nghiên cứu của IMF cho thấy các nước có nền tảng tài chính đáng tin cậy thì thường có chi phí vay nợ thấp hơn và có thể trả nợ nhanh hơn. Theo thiết chế tài chính này thì các kế hoạch tài chính cần mềm dẻo để cho phép các nền kinh tế bình ổn và tránh tình trạng cắt giảm các đầu tư công quan trọng. Ngày 7 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tài trợ 8 tỷ đô la Mỹ để tiêm chủng một cách công bằng cho 40% dân số thế giới cho đến cuối năm nay. Kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là đến năm tới sẽ có 70% dân số thế giới được tiêm ngừa COVID-19. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, điều quan trọng dẫn tới thành công của kế hoạch này cần tới sự phân phối công bằng vaccine. Ngược lại, việc giảm số ca mắc COVID-19 ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không được duy trì theo thời gian. Ông Guterres cũng nhấn mạnh đến sự cấp thiết của việc tăng độ bao phủ tiêm vaccine trên toàn thế giới vì sức khỏe cộng đồng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước giàu trong nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đưa ra cam kết cả thế giới đều được tiêm chủng tại hội nghị thượng đỉnh của G20 sắp diễn ra vào cuối tháng này tại Roma, Italia. Căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Australia đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi Bộ Ngoại giao Pháp ngày 6 tháng 10 thông báo sẽ cử đại sứ trở lại Australia. Thứ trưởng Australia đã lên tiếng hoan nghênh động thái này của Paris. Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định đại sứ Jean-Pierre Tebon sẽ trở lại Australia với nhiệm vụ xác định lại quan hệ với Australia trong tương lai và bảo vệ những lợi ích của Pháp liên quan đến việc Australia chấm dứt thỏa thuận mua tàu ngầm. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã hoan nghênh động thái của Paris, nhấn mạnh sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là rất quan trọng. Ngoại trưởng Australia cũng khẳng định sẽ hợp tác với Pháp để thúc đẩy quan hệ song phương, cho biết đang giải quyết những vấn đề liên quan tới việc hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm. Cùng ngày, đại sứ Mỹ tại Australia khẳng định Liên minh AUKUS là quan hệ đối tác công nghệ, qua đó có thể tiếp nhận thêm thành viên tùy từng trường hợp cụ thể. Việc Mỹ, Anh và Australia thành lập Liên minh AUKUS đã dẫn tới việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp, châm ngòi căng thẳng ngoại giao giữa các bên. Giá năng lượng tăng đột biến tại châu Âu thời gian qua đã và đang làm gia tăng quan ngại về một cuộc khủng hoảng nhiên liệu vào mùa đông tới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu hiện vẫn chia rẽ về cách thức ứng phó với vấn đề này. Tại châu Âu, giá khí đốt tự nhiên đã tăng đột biến trong năm nay với mức tăng gần 600% do lo ngại mức dự trữ thấp hiện tại không đủ cung cấp cho các dịch vụ trong mùa đông tới. Việc giá khí đốt tăng cao cùng với giá dầu chạm mức cao nhất nhiều năm qua đã thổi bùng lo ngại lạm phát gia tăng và khiến hóa đơn năng lượng tăng phi mã. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU hiện vẫn chia rẽ về biện pháp ứng phó vấn đề này. Pháp và Tây Ban Nha ngày 6 tháng 10 đã kêu gọi cần có hành động quyết đoán toàn khối, trong khi nhiều nước khác lại cho rằng cần bình tĩnh để xem xét tình hình. Dự kiến, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động của việc tăng giá nhiên liệu đối với người dùng tại hội nghị thượng đỉnh EU trong tháng này. Tối qua, theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển vùng thủ đô Tokyo của Nhật Bản, song không có nguy cơ gây sóng thần. Một số trường hợp bị thương nhẹ đã được ghi nhận tại tỉnh Saitama, Chiba. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn ở tỉnh Chiba với độ sâu khoảng 80 km, trận động đất được xếp ở mức 5, mức có thể gây nguy hiểm tới các tòa nhà và gây ra tình trạng mất điện. Đây cũng là lần đầu tiên thủ đô Tokyo ghi nhận mức rung chấn 5 ở diện rộng kể từ sau trận siêu động đất năm 2011. Các công ty đường sắt cho biết trận động đất đã buộc một số tuyến tàu, trong đó có dịch vụ tàu điện ngầm do công ty tàu điện ngầm Tokyo vận hành và các tàu siêu tốc phải ngừng hoạt động. 250 hộ gia đình mất điện tạm thời, một số đường ống nước ở thủ đô Tokyo đã bị vỡ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cảnh giác với các đợt dư chấn tiếp theo, cũng như thông báo kịp thời cho cơ quan cảnh sát địa phương về các thiệt hại liên quan. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình tổng hợp trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.